Xin kính chào toàn thể các bác đã trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Hôm nay thì em sẽ lên một clip để review và giới thiệu đến các bác một mẫu sản phẩm vang số chính hãng, hàng nhập khẩu của công ty phân phối AAP Tân Cường. Nếu các bác đang tham khảo một chiếc vang để phối ghép trong gia đình khoảng tầm trên 10 triệu đồng thì đây là một sản phẩm mà đáng mong đợi, cũng là đáng để chúng ta tham khảo. Một chiếc vang cực kỳ cao cấp, đầy đủ các tính năng rất là hay của thương hiệu chính hãng AAP. Đây là một cái hãng phân phối khá là nổi tiếng trên thị trường âm thanh Việt Nam. Từ các dòng âm thanh đóng góp rất nhiều các sản phẩm như là đẩy, vang, mic, loa. Thì ngày hôm nay thì clip này em sẽ giới thiệu đến các một chiếc vang số cao cấp AAP có model là K9925 mã bản mới của AAP. Và chiếc vang sau đây là một chiếc vang số mà em đang để chuẩn bị mở hộp giới thiệu đến các bác. Đầu tiên là bên ngoài hộp có logo của thương hiệu AAP. Rất là đẹp. Ở đây thì có mã quét QR để check ra trang chủ website của AAP. Và chiếc vang số này thì các đầy đủ các tính năng như là với 8 đường cổng ra site, có tích hợp chỉnh phần mềm cũng như là wifi ở trên iPhone, iPad, laptop này. Bluetooth có kết nối được wifi, remote điều khiển từ xa và chế độ nhạc âm thanh site. AAP model là K9925 mã, màu đen, mã số series này. Sản xuất tại Trung Quốc. Cân nặng, chiều, kích thước. Và bây giờ thì em sẽ mở hộp sản phẩm vang số AAP K9900 Plus này. K9925 mã con. Bên trong thì sẽ có một lớp bìa cắt tông rất là cứng để bảo vệ thiết bị khi vận chuyển. Hello, xin chào. Ở đây. Đây là hộp phụ kiện đi kèm. Ở bên trong thì sẽ có một dây nguồn. Một điều khiển remote. Một râu sóng. Đây, râu sóng này là râu sóng của wifi này. Và một râu Bluetooth. Và chiếc vang số. Và tất cả các dòng vang số của AAP thì đều có tích hợp tính năng wifi, thì sẽ kết nối phần mềm với máy tính qua wifi. Một lần nữa thì em sẽ đấu nối em nó ở trên bộ giảm cũng như là hướng dẫn các bác cách kết nối wifi như là chỉnh phần mềm của chiếc vang số AAP K9925 mã này. Ở đây là nhân vật chính của chúng ta, rất là đẹp, thiết kế size U màu đen. Rồi, bây giờ em sẽ bỏ hộp này ra để kê em nó xuống dưới kệ đây, quay chi tiết hơn giới thiệu với các bác nhé. Và trước mắt các bác đây là em vang số AAP K9925 mã, thiết kế mặt màu đen. Và sản phẩm này là hàng mới và sẽ được là hãng bảo hành 1 năm, đổi mới trong vòng 1 tháng. Và khi các bác mua qua Hiếu Minh Audio thì bên em sẽ bảo hành thêm 1 năm nữa dành cho các bác khách hàng. Là sản phẩm AAP vang số K9925 mã này sẽ được bảo hành 2 năm, đổi mới trong vòng 3 tháng về lỗi kỹ thuật tại Hiếu Minh Audio và giá rất là tốt. Các bác cứ liên hệ trực tiếp qua các số hotline của bên Hiếu Minh, bên em báo giá tốt nhất dành cho các bác khách hàng nhé. Một chiếc vang số top 1 trên thị trường âm thanh Việt Nam hiện nay, cực kỳ hay, đầy đủ các tính năng, quá hoàn hảo. Phải là những ai mà kinh tế đầy đủ và yêu âm thanh và chịu chơi thì mới đầu tư một những chiếc vang số cao cấp như thế này. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu chiếc vang số AAP K9925 mã này. Các tính năng 8 chế độ site và tích hợp ở trên điện thoại iPhone, iPad, laptop, có Bluetooth này, wifi, kết nối phần mềm trên wifi và có remote chỉnh nhạc site, một màn hình hiển thị thông số, và cũng như là chiếc vang này có thể chỉnh được
bằng tay, màn hình cảm ứng này, các bác sử dụng như một chiếc iPhone, một chiếc điện thoại cảm ứng thôi, rất là tiện lợi và rất là sang trọng đúng không ạ? Và phía bên phải đây sẽ có một nút nguồn để tắt bật và tích hợp thêm một volume để tinh chỉnh, cổng USB để kết nối phần mềm bằng dây size 2U, vừa cao to đẹp trai và phối ghép bộ dàn thì rất là đẹp và hoành tráng sang trọng. Đầu tư một chiếc vang số cao cấp trên 10 triệu đồng này. Phía sau thì tích hợp thêm các cổng kết nối như là RS485, RS232 và cổng LAN đúng không ạ? Phía sau là thêm một cái nút nguồn này. Và có một quạt gió mini để làm mát bộ mạch khi hoạt động. Tem mã vạch. Tín hiệu đầu ra gồm 8 cổng CH, 4 cổng tín hiệu Jackline và 2 cổng surround và 1 cổng center và cổng sub. Ở đây thì em thấy 2 cái dâu để cắm, một dâu là bắt sóng xa hơn của Bluetooth và sóng xa hơn của Wi-Fi. Thêm 3 cổng mic phía sau này, tương ứng với 3 volume. Và tín hiệu đầu vào thì có cổng VOD này, DVD này, optical, cổng quang, COS và thêm một cổng Bluetooth nữa. Ở đây thì em thấy có một cổng jack để cắm mic livestream. Rất là sang trọng đúng không bác? Một chiếc vang số cực kỳ đẳng cấp, cực kỳ chất lượng. Và bây giờ thì em sẽ cắm nguồn vào để giới thiệu cách chỉnh tay chiếc vang số APK9925W này nhé. Hiển thị màn hình khi cắm nguồn to nhỏ của nhạc, mic, vang nhại rất là xịn sò sang trọng đúng không ạ? Cực kỳ hay. Bây giờ em thử chỉnh effect này. Đó, delay này, per delay này. Chỉnh cái nào thì các bác nhấn vào cái phần đó. Gì vậy? Cổng đường nhạc này. Bát chống treo. Rất là dễ dàng sử dụng đúng không ạ? Hầu như thì bây giờ ai cũng có chiếc điện thoại riêng và sử dụng những chiếc điện thoại cảm ứng thì hầu như những cái thao tác này cực kỳ dễ. Phần mic này, bát trung chép này, cực kỳ dễ hiểu đúng không ạ? Tín hiệu đường ra này, cổng sub, cổng center. Jackline này. Mic này, nhạc này, dì vật, echo. Tín hiệu input, cổng tín hiệu này, chống hú, chế độ chống hú này, các mode tổng cộng đôi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tổng cộng là 10 mode, cực kỳ nhiều mode, cực kỳ là dễ sử dụng đúng không ạ? Và bây giờ thì em sẽ cắm chiếc vang số này trên phần mềm để cùng xem là phần mềm của chiếc vang số APK9925W này nhé. Bye.
nào.